Thưa quý vị, liên quan việc một học sinh và một phụ huynh là thai phụ bị cây xanh đè xảy ra tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 3 tháng 4. Đến chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia đình thành phố Hồ Chí Minh đã có phản hồi chính thức. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng 3 tháng 4, Bệnh viện Nhân dân Gia đình có tiếp nhận bệnh nhân là thai phụ 32 tuổi đang mang thai tuần thứ 8. Thai phụ này cũng chính là một trong số các nạn nhân trong vụ cây xanh bật gốc đè trúng người. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng cục bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái. Ngay lập tức, bệnh viện đã báo động đỏ, hội chẩn khẩn cấp tại khoa gây mê hồi sức gồm các bác sĩ khoa sản, chấn thương chỉnh hình, ngoại thận tiết niệu, ngoại thần kinh. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia đình phẫu thuật lấy dịch màng phổi kết hợp xương. Hiện bệnh nhân và thai nhi đang được theo dõi sức khỏe tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Trưa 3 tháng 4, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng cho biết một học sinh lớp 7 tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn sau khi cây đè trúng đã bị gãy xương đùi trái. Hiện bệnh nhi tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Các bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương, cụ thể là tiến hành chụp CT scanner sọ não, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, hơn 6 giờ sáng ngày 3 tháng 4, khi người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất, thì bất ngờ chứng kiến một cây xanh nằm trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn bật gốc đổ ra đường. Tại hiện trường, cây xanh cao khoảng 15 mét. Trước thời điểm cây xanh bật gốc, trời không có mưa gió. Cây xanh đè lên khoảng 5 xe máy đang chạy trên đường. Vụ việc làm ít nhất 5 người bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đến chiều 3 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Nhất tổ chức thăm hỏi các học sinh và người đi đường bị thương do cây xanh đè ở trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Đồng thời giao Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân quận Nhất nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin mới sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.